Lời đầu tiên, thay mặt cho đội văn nghệ, Kim Phượng xin được gửi tới ban giám khảo, các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với hội diễn nghệ thuật ngành giáo dục huyện Bắc Sơn năm 2022 hôm nay, đội văn nghệ các trường học xã Tân Trì tham gia với các tiết mục đặc sắc ca ngợi về quê hương xứ lạ, nơi có người mẹ say tình thắm núi cha. Du khách được bắt gặp những cô gái cổ cao với những nụ cười rạng rỡ cùng với khói hoa chiều thơm mùi hương lúa nương khi cùng về với quê hương Bắc Sơn yêu thương. Và chương trình văn nghệ gồm các tiết mục, mở đầu chương trình là tiết mục hát múa Men Tình Mẫu Sơn sáng tác Quang Vinh do tốp ca nam nữ cùng tốp múa thể hiện. Song ca Anh Có Về Xứ Lạ sáng tác Vì Nước do Kim Phượng Công Dũng biểu diễn. Múa Những Cô Gái Vùng Cao biên đạo và dàn dựng Kim Phượng do tốp múa thể hiện. Đơn ca Hoa Của Núi sáng tác La Hoàng Quý biểu diễn Kim Phượng. Kịch ngắn Vận Động Phụ Huynh Đi Học biên kịch Hoàng Tuấn với sự tham gia của Hoàng Tuấn, Huy Trang, Ngọc Hà, Hà Thảo, Dương Hồng. Và kết thúc chương trình là bài hát Về Bắc Sơn Đi Em sáng tác Văn Thao do tốp ca nam nữ thể hiện. Sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu.
này, sách này, đèn hình giáo này. Thầy ơi, một ném hết sách vở của con đi rồi à. Ông bạn, ông làm gì mà ném hết sách vở của con thế? Bố ném hết sách vở của con đi rồi. Bố bảo là không cho con đi học nữa mẹ à. Con thích đi học cơ. Mẹ biết rồi, con nín đi mẹ thương, mẹ thương. Ông à, nhà mình tuy khó khăn nhưng cũng cố cho con nó đi học lấy cái chữ cho bằng bạn, bằng bè. Bằng bằng cái gì? Con nhà ông Thành Béo ở dưới cái kể học hết lớp 9 rồi, về nhà lên đường cái hồi hộp bố mẹ làm được ăn được cối tiền rồi. Ông mà không cho con nó đi học thì mẹ con tôi sẽ à mẹ con nhà bà đi thích cho con đi hả? Ông bà ơi, có nhà không? Dạ chào ông, ông đến nhà tôi giờ này có việc gì đấy? Tôi đi xem đến xem nhà mình năm nay thu hoạch lúa ngô như nào. Tôi chào bác trưởng thôn, mời bác trưởng thôn ngồi. Ơ kìa ông bạn, ngồi uống nước với tôi chứ. À, nói mới nhớ, đến hôm rồi tôi có ra xã Tân Chi họ, thế là nghe được cháu Hoa nhà mình học tập có thành tích học tập xuất sắc đấy. Nói ông trưởng thôn đi, chẳng có xuất sắc gì cả. Tôi đã quyết định rồi, cho con Hoa nghỉ học ở nhà đi làm được thế thôi rồi. Sao ông lại nói thế? Cháu Hoa nhà mình học giỏi thì phải cho nó học chứ. Ông với tôi ngày xưa có được học hành tử tế đâu, bây giờ cái nghèo cái đói lắm, cái bám cho mãi như thế. Cái đấy là xưa rồi, ông còn nhắc lại làm gì nữa? Ui, tôi phải nhắc chứ, nhắc lại để cho con, cho cháu nó hiểu. Ngày xưa mình không học hành gì thì bây giờ nó khổ thế đấy. Thế ông có muốn sang nhà ông Trình hát karaoke không? Ê, thích chứ. Thế sao tôi không biết ông sang bao giờ? Mà tôi biết chữ đâu mà hát. Đấy, thế tôi mới bảo. Thế mỗi khi ông tưởng cát, ông có biết móc thì ông tưởng bao nhiêu không? Tôi cứ ra đấy, cửa hàng mới tính được bao nhiêu thì tính rồi. Đấy, tôi nói như thế là để ông biết là không có cái chữ nó khó như thế đấy. Bác bạn ơi, có nhà không? Ô, may quá. Chào thầy Hồng. Tôi chào thầy Hồng ạ. Chào. Mời thầy Hồng ngồi. À, nhân tiện thầy giáo đây, tôi cũng thưa với thầy giáo. Tôi cũng vừa mới biết, thế là gia đình nhà ông bạn đây cũng vừa nói là cho cháu Hoa nghỉ học, không cho đến trường nữa. Vâng, thưa các bác, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp em Hoa. Không hiểu lý do vì sao hai hôm nay em Hoa không tới lớp. Hôm nay tôi đến thăm gia đình tìm hiểu xem có chuyện gì ạ. Chả giấu thì thầy, gia đình tôi khó khăn quá. Tôi thì lại hay ốm đau. Tôi không giúp gì được cho ông ấy, nên ông ấy muốn đi Hoa ở nhà. Tôi khuyên mãi nhưng ông ấy không nghe. Nhà tôi thì có thân, học hành thì tốt kém, nên tôi đã quyết định cho con Hoa nghỉ học ở nhà để lên lương thái hồi của tôi rồi. Không có làm thì tôi có cái ăn, không có cái ăn thì không có cho bà một cái gì cho bà một đâu. Bác bạn nói thế là sai rồi, không có học thì không có tri thức, mà không có tri thức thì không thể thoát ra được khỏi cái đói cái nghèo được đâu ạ. Tôi cũng khuyên ông ấy mãi nhưng mà ông ấy không nghe. Tôi nhờ bác trưởng thôn, tôi nhờ thầy giáo Hồng khuyên ông ấy giúp tôi đấy ạ. Cũng không giấu gì chỗ thầy Hồng, tôi với ông bạn đây ngày xưa nghèo khó, không có điều kiện học hành tử tế, thế nên bây giờ mới khổ. Bây giờ thì xã hội nó phát triển rồi, có điện, có đường, trường trại, đấy là nhờ sự quan tâm của chính phủ, của đảng đấy, và hơn nữa là những từ những người có học ấy, ông bạn ạ. Như các bác thấy đấy, em Hoa nhà mình chưa học hết cấp 2, năm nay học lớp 9 nghỉ rồi, nghỉ phí lắm ạ. Theo tôi thì nên cho em Hoa tiếp tục đi học để em Hoa phát triển, bởi em Hoa học rất là tốt. Kìa ông bạn, tôi với thầy giáo nói nhiều như thế rồi, thế ông bằng nhận thức được một tí gì chứ? Nhưng tôi... Thôi, không những gì nữa. Mai tôi quyết định tôi sẽ đem cái việc này đến ra bàn với thôn với xóm, xem là có cái làm nào để giúp cho gia đình ông vượt qua được cái khó khăn.
Còn về phía nhà trường, tôi sẽ tham mưu với ban giám hiệu để tạo điều kiện hoặc có sự hỗ trợ đặc biệt đối với em Hoa nhà mình. Nếu được như thế thì tốt quá. Gia đình tôi cảm ơn bác trưởng thôn, tôi cảm ơn cả thầy Hồng nữa. Con ơi, vậy là con có thể được đi học rồi đấy. Kìa, con còn tính gì nữa? Được rồi, học thì học. Vâng, đợi chúng tôi đến đây với một thông điệp là hãy chung tay để cho học sinh khó khăn không phải nghỉ học. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.